tạm hoãn cuộc điều tra. Mà đến bây giờ đã nửa năm 6 tháng trời rồi. Thì không với cộng đơn thì em đang để đơn thì chị chết khoản nữa cũng buồn lắm. Em gửi cho chị cái ảnh nhé. Nghĩ đến phần buồn để tặng tuổi đơn gửi máy á. Bây giờ sống cũng bằng chết. Sống bây giờ sống nhiều lúc nghĩ sống cũng không bằng chết. Đứa con đứa cháu vô tội. Mình giờ đây ở một đứa cháu nhỏ nhỏ ở nhà bơ vơ mới có một năm rưỡi kêu mẹ kêu anh suốt ngày đến bây giờ luôn đến bây giờ 2 tuổi rồi mà vẫn cứ đáp còn kêu tôi nói yeah. Thì được hẹn là ngày 15 tháng 1 ấy là bắt đầu làm việc. Thì khi vào làm việc ấy thứ nhất là em hỏi cái tiến trình điều tra của cơ quan đến đâu rồi. Cái thứ hai đó là em cũng cung cấp cho cơ quan điều tra một cái thông tin. Đó là trong quá trình mà ở nhà sinh hoạt ấy, em có sử dụng cái nước tẩy bồn cầu. Thì em thấy tự nhiên nó sốc lên cái mùi và cảm giác em đau đầu chóng mặt buồn nôn. Và cảm giác triệu chứng giống như triệu chứng ở trong cái khách sạn. Đấy. Thì có ảnh của cái chai nước đó em đã gửi cho công an rồi. Thì em mới nói đây là cái mùi này cộng với một cái mùi gì em không nhận ra nữa. Thì nó gây ra một cái có thể theo suy đoán của em ấy thì là đó là một phản ứng học để tạo nên cái chất độc đó ở tại khách sạn. Thì cái này em đã cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng mà không biết họ có làm việc theo cái hướng này không. Thì đến ngày 17/1 thì em mới nhận được cái thư này, cái thông báo này. Đấy. Thì em cũng không biết là tin tưởng vào cái gì chứ. Chứ bây giờ em tự tử mấy lần rồi chứ. Chứ phải không? Nhưng mà rồi sau này phải kìm nén lại. Ừ, nghĩ hai mẹ con mất rồi thì bố và đứa con